Thân ái chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm sinh tố dâu tây. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có một chén dâu tây. Đây là một lạng rưỡi sốt dâu tây. Người ta bán thì chỉ xay một lạng thôi các bạn và các cháu ạ. Còn mình đây mình ăn thì mình xay nhiều. Và đây là 30g sữa tươi. Đây 50g đường và sữa đặc. Bây giờ ta bắt đầu xay sinh tố. Trước tiên ta bỏ dâu vô trước. Rồi ta bỏ 50g đường vào. Mình bỏ sữa tươi vào, 30g sữa tươi. Và mình bỏ đá. Các bạn và các cháu, nhất là các cháu bé nha, phải đập đá nhuyễn nha. Nếu mà các cháu đập đá to quá thì dễ bể cối lắm. Ta bỏ vào đây sữa đặc thì tùy thích thôi. Mình bỏ nhiều thì cho nó ngon, bỏ ít thì tùy mình thôi. Và ta bỏ vào đây một ít sữa chua. Sữa chua mình bỏ cũng được mà không bỏ cũng được. Ta bắt đầu xay sinh tố. Vậy là ta đã có một ly sinh tố rất ngon. Sinh tố này làm vô cùng đơn giản và vô cùng là mau. Dâu tây này thì em mình đã cho nên mình chẳng biết là bao nhiêu một lạng hết. Lâu lắm rồi mình không có ăn dâu tây. Và hôm nay đây thì công đoạn rất là ngắn gọn. Thì mình sẽ có những lời tâm sự với các bạn và các cháu như vậy. Có một cháu hỏi cô rằng: cô ơi, làm sữa chua phải có sữa cái hả? Sữa chua bắt buộc phải có sữa cái. Không có sữa cái là không làm được. Sữa cái là cái hộp sữa chua mình. Sữa chua đây mình ăn hàng ngày. Mình được thường ăn hàng ngày gọi là sữa cái. Nếu ta không có sữa cái, ta có hộp sữa chua này thì ta đi mua hộp sữa Vinamilk. Và ta nên mua ở trong hàng bán ở ngoài chợ, họ không có tủ lạnh. Thì nó chua về mới làm được. Chứ các bạn và các cháu mua sữa chua ở trong những cái tủ lạnh thì nó không có chua đâu, làm khó đông, khó chua lắm. Mình làm sữa chua rất là quen thuộc rồi nhưng mình vẫn không làm được. Và có một cháu hỏi cô rằng: cô ơi, trà Lipton và cacao mua bao nhiêu tiền? Cacao mua ở đâu? Thì trà Lipton thì cô mua, cô quên mất rồi, cô không nhớ. Còn cacao thì là 55.000 một gói cacao, nửa ký hay 4 lạng gì đó. Còn cacao mua ở đâu? Cacao mua ở trong hàng tạp phẩm, tức là trong hàng bán đường sữa. Và có một cháu hỏi cô rằng: kem xoài chanh sô-cô-la làm như vậy luôn hả cô? Làm kem y như vậy luôn hả?
kem xoài chanh sô-cô-la làm như vậy, bất cứ cái gì cũng làm như vậy hết, nhưng mà xoài và chanh thì nó lâu đông, tại vì nó có chất chua, nó lâu đông lắm. Và các bạn và các cháu muốn làm kem cho dẻo, cho ngon thì các bạn và các cháu nên nấu lên với bột, bột năng cũng được mà bột gạo cũng được, nấu dẻo dẻo như là bột em bé ăn vậy đó. Và có một cháu hỏi cô rằng, cô dạy ở trường Phan Bội Châu hả? Không, cô không phải là giáo viên, cô chỉ là một người buôn bán bình thường thôi, cô không phải là giáo viên đâu, cô học hết tiểu học là cô nghỉ rồi. Và có một cháu hỏi cô rằng, cô không, kem chuối cô không cần bỏ vào tủ lạnh hả? Phải bỏ vào tủ lạnh nhé, kem chuối lâu đông lắm, kem chuối rất lâu đông. Mà nếu các bạn và các cháu để kem chuối chung với đá là kem chuối không thể đông được luôn ấy. Phải để riêng, đá mà chưa đông á, đá đông rồi thì không ấy, mà đá chưa đông phải để riêng ra, kem chuối để riêng cho để chung nó lâu đông lắm, kem chuối khó đông. Và có cháu hỏi cô rằng, bánh bông lan chỉ có 5 quả trứng thôi hả? Đúng, một ổ bánh bông lan chỉ có 5 quả trứng thôi. Bột thì là 1 lạng 8, đường 1 lạng 8, sữa tươi là 30g, còn sữa tươi 15g, còn dầu sữa tươi 20g, dầu ăn là 15g. Còn có cháu hỏi cô rằng men cơm rượu để tủ lạnh khi làm có được không? Men cơm rượu mà để tủ lạnh khi làm thì các cháu và các bạn phải đem ra để cho nguội thật nguội rồi mới làm. Chứ nếu mà các bạn và các cháu hả đem ra mà làm liền thì không được. Đó, nó không có nổi. Và có một cháu hỏi cô rằng bánh bông lan chay thì làm bằng bột không thôi hả? Bột gì? Đây là bột bánh bông lan chay. Đây là bột bánh bông lan chay. Và bánh bông lan chay thì bắt buộc phải có bột nổi. Tại vì bông lan thường á thì không có bột nổi vẫn được, tại vì trứng nó nổi rồi. Còn bông lan chay là bắt buộc phải có bột nổi. Có cháu thì bảo cô rằng là, cô ơi, cô làm bánh bông lan theo kiểu truyền thống, nướng bằng than, bằng củi, nhưng mà cô không có làm được. Tại vì nhà cô bây giờ cũng không có than, có củi hết. Mà bây giờ nếu mà than, củi thì phải đi mua cái lò mà đốt than thì nó cực lắm. Mà nhà cô thì cô không có nấu than nữa, cho nên cô không có thể nào làm bánh bông lan truyền thống cho các cháu coi được. Và có cháu hỏi rằng dầu hào với kẹo đắng là một thứ hả? Không phải, dầu hào khác, kẹo đắng khác. Dầu hào, đây là chai dầu hào mình mua ở trong hàng nước mắm hay hàng đường sữa có. Đây là chai dầu hào, còn kẹo đắng tức là nước màu khác, chứ không phải là dầu hào với kẹo đắng là một. Và có những bạn và những cháu xin cô Facebook thì cô không thể nào cho Facebook được. Tự vì hôm nọ, hai lần rồi, cô đang quay phim mà có người gọi điện vào Facebook tới thì màn hình đứng luôn, cho nên là cô không thể cho Facebook được. Thì các bạn và các cháu thông cảm. Và có một cháu hỏi cô rằng nước luộc bắp để làm gì? Nước luộc bắp thì mình để là xay làm sữa bắp luôn. Mình làm sữa bắp, mình lấy cái nước của bắp á, mình luộc lên, lấy cái nước ngọt để mình làm sữa bắp cho nó ngon. Chứ nếu mà mình dục cái cùi đi thì nó mất cái nước ngọt đi. Các cháu coi phim, các cháu chịu khó để ý thì các cháu mới hiểu được. Chứ đừng, cô thì cô hướng dẫn rõ ràng lắm. Cái nước luộc bắp thì để là làm sữa bắp, chứ không phải là nước luộc bắp luộc lên để làm gì. Và có nhiều cháu thì vẫn chưa có làm kem được, nói là con không thành công, cô nói xạo. Nhưng cô không có nói xạo mấy cháu, tại vì mấy cháu không để ý. Các cháu phải đem cái video ra, các cháu để trước mặt mình và lấy cái bút, cô ghi cái gì, ghi số lượng bao nhiêu thì các cháu phải ghi vào. Chứ còn các cháu có nhìn thoáng qua các cháu làm thì rất là khó được. Còn cái kem là quá là dễ luôn ấy. Nhưng mà tự vì các cháu không chịu để ý. Cô nói là cái đá thì nó không thể nào làm cho kem đông được, và chỉ có muối nó làm cho đá tăng độ lạnh. Và khi làm kem thì phải ấn cái thau xuống, ấn sát xuống như đáy thau ấy, ta ngoáy lên thì nó mới đông được. Còn các cháu cứ để nổi lên trên thì không cách nào đông được. Thì các cháu bảo là cô thì cô nói xạo, nhưng cô không có nói xạo.
phải chi các cháu ở gần nhà cô thì cô làm cho các cháu thấy tận mắt luôn. Và làm kem á thì có cháu lại hỏi cô như vậy, sao cô không bỏ vào tủ lạnh mà cô lại làm như vậy cho nó cực. Làm kem là bắt buộc phải làm như vậy, kem hộp là bắt buộc phải phải quậy với đá. Mà bây giờ thì tiên tiến rồi, không như ngày xưa nữa thì có máy làm kem. Máy làm kem thì tao bỏ máy làm kem tao quay, đó là kem kem hộp. Còn kem cây là bỏ vào trong nước muối, là đây là mình làm thủ công, còn người ta làm hãng kem hay làm kinh doanh là người ta bỏ trong hầm nước muối á. Các bạn mà các cháu cứ vô thử hãng kem hay là hãng nước đá coi, thấy cái hầm muối rất là to, mà họ thả kem xuống xong ở dưới nó có trong chấm nó quay đó, bắt đầu nó thành kem. Còn các bạn và các cháu thấy cái mấy cái ông bán kem ở ngoài đường ấy, thì cái thùng nó có hai lớp, là họ bỏ muối với đá ở trong, còn ở trong cái lớp ở trong là cái lớp để kem, còn ở lớp ở bên ngoài là muối với đá, họ ngăn làm hai lớp. Các bạn và các cháu cứ để ý xem, cô ngày xưa cô làm đá với muối nhưng mà cô làm sinh tố với da ua. Ngày xưa các cháu biết không, cô làm da ua là cô làm như vậy, xong cô đậy nắp lại, cô bỏ trong cái bịch ni lông, cô bỏ trong cái bịch ni lông cô cột lại. Hồi xưa đó cô làm da ua cô bán, là đây là một cái hũ da ua, cô bỏ trong bịch ni lông như vậy, mà bịch ni lông nhỏ thôi, ở đây không có bịch ni lông nhỏ thì cô bỏ đỡ vào bịch ni lông to, cô cho các cháu và các bạn nhìn thấy này đó. Cô cột như vậy này, đó cô cột như vậy, xong cô bỏ trong thùng nước đá, xong bắt đầu đá với muối trộn vô, xong rồi bắt đầu cứ lắc qua lắc lại vậy, nó đông là bán. Hồi xưa là cô làm như vậy, năm đó là cô mới có 30 tuổi thôi đó, cô làm cái kiểu này. Còn sinh tố thì không cần, sinh tố thì bỏ người sinh tố, xong một lần ai ăn thì rửa với sinh tố đi. Còn da u là cô để như vậy này, để nước muối nó khỏi tràn vào trong này. Và có mấy cháu á, hỏi rằng cô ơi con làm da ua mấy lần rồi nhưng vẫn lỏng lẹt nè, không có đông được, là vì do hũ cái của các cháu mua là các cháu phải nếm xem có chua hay không, nếu hũ cái không chua là không bao giờ đông được hết. Chính cô làm quen rồi bao nhiêu năm rồi mà bây giờ cô mua cái hũ Vinamilk ngoài chợ cô làm về nó cũng không có được nữa, tại vì nó không có chua, mà nó không chua là nó không đông được. Và tiện đây thì mình cũng chia sẻ cho tất cả các bạn và các cháu như vậy, mình làm da ua thì mình có thể là không cần ủ nước nóng đâu, mình đem ra nắng mình phơi cũng được. Tại vì mình thấy có cháu nói với mình rằng con đem ra nắng con phơi là từ trưa đến chiều đông rất là ngon, nhưng mà các bạn và các cháu có thể làm như vậy, nhưng mà nếu mà nhà ta có cái trần nhà cũng vậy thì ta để trên trần nhà cũng được, mà mình không có trần nhà thì mình đem ra nắng mình phơi. Và có một bạn hỏi mình như vậy, nồi sâm bổ lượng nấu hết bao nhiêu tiền, thì mình không có nhớ, mà bây giờ mình tìm được cái toa rồi thì nồi sâm bổ lượng mình nấu hết 53.000, nhưng mà mình nấu đặc quá, có thể mình nấu 5 lạng đường cũng được, mình nấu 3 lạng đường quá đặc. Và cái phổ tai á, như là mình mua nhãn nhục là 15.000 một lạng, táo đỏ là 5.000 và bo bo 9.000, phổ tai 10.000 một lạng, nhưng ta làm hết 1/4, một phần 5 lạng phổ tai thôi. Phổ tai mình mua 10.000 một lạng nhưng mình làm hết 1/5 lạng phổ tai thôi, còn sen á, là 16.000 một lạng, đường 20.000 một ký, nhưng mình chỉ làm 3 lạng đường hết 6.000 thôi. Tổng cộng nồi chè sâm bổ lượng của mình hết 53.000 thôi. Nhưng mà còn cái nấm tuyết ấy thì mình mua hai cái là 25.000, mình làm một cái thì cũng hơi nhiều lắm. Thì nấm tuyết hết 12.000 nữa là 65.000. Nhưng mà mình nấu quá đặc, các bạn nó có thể nấu lỏng lỏng thôi. Vậy là ta đã hoàn thành cái sinh tố dâu tây. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.